Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, đến nay, cả nước đã có hơn 69.000 cơ sở kinh doanh đã áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Số lượng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền sử dụng là hơn 542 triệu hóa đơn, gấp 5,2 lần so với cả năm 2023. Theo Tổng cục Thuế, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả người bán và người mua. Người bán hàng có thể chủ động trong việc lập hóa đơn khi có phát sinh bán hàng hóa dịch vụ. Người mua có thể xử lý sai sót về thông tin nhận hóa đơn điện tử ngay khi thanh toán, hạch toán vào chi phí hợp lệ. Ngoài ra, chi phí cho mỗi hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền thấp hơn so với hóa đơn thông thường. Người nộp thuế chỉ cần máy tính, máy in, đường truyền Internet, thậm chí các thiết bị điện tử cầm tay cũng có thể khởi tạo hóa đơn. Việc triển khai thành công hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền sẽ góp phần quan trọng giúp cơ quan thuế quản lý chặt chẽ hơn, kịp thời ngăn chặn hành vi gian lận thương mại. Do đó, Tổng cục Thuế đang tiếp tục chỉ đạo ngành thuế các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh, đồng thời tăng cường kiểm tra, đảm bảo 100% giao dịch được ghi nhận và xuất đầy đủ hóa đơn điện tử theo quy định.